Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông, quý vị cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 30 cho đến 32 độ. Phía Bắc của tỉnh có nơi trên 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tiếp theo xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo trong 24 giờ tới, thì khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính bởi gió mùa Tây Nam tăng dần cường độ, hoạt động ở mức trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lùi về phía Nam có cường độ ổn định. Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên nối với vùng áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh thêm. Áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 23 cho đến 25 độ. Phía Bắc miền Đông có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ và có nơi là trên 33 độ. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 24 cho đến 26 độ và cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin sẽ là thông tin nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin.